Phân yêu. Hội ái hữu trung học Châu Văn Tiếp, Phước Tuy, Houston, Texas vô cùng xúc động nhận được tin anh Nguyễn Hữu Nghĩa, cựu học sinh trường trung học Châu Văn Tiếp, Phước Tuy, cựu sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức, cựu hội trưởng Hội ái hữu trung học Châu Văn Tiếp, Phước Tuy, Houston, hội viên Hội biệt động quân Houston, sinh ngày 20 tháng 2 năm 1946 tại Bà Rịa, Phước Tuy, Việt Nam, vừa đột ngột từ trần ngày 31 tháng 8 năm 2019 tại Houston, Texas, hưởng thọ 73 tuổi. Trước sự mất mát lớn lao này, chúng tôi, toàn thể anh chị em, xin chân thành chia buồn cùng chị Romai và các con cháu, nguyện cầu hương linh anh Nguyễn Hữu Nghĩa sớm thanh thản nơi cõi Niết Bàn, vãng sanh tịnh độ quốc. Thành kính Phân Ưu.